Hello, xin chào tất cả mọi người. Cô Bắc Giang hôm nay xin giới thiệu với tất cả mọi người là bao gồm có 6 đầu máy Honda và Yamaha. Mọi người có thể tham khảo qua những dòng máy như thế này. Thích hợp lắp vào xe của mình thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp ba cái số điện thoại của bên em nhé. Là Quyết Bắc Giang 0364 011683 0983 198883 và số điện thoại Vina cuối nhé. 0915 198883. Một số lưu ý nhỏ khi mà mua hàng bên em thì các bác lưu ý những cái hàng này nó khá là nặng, cứ vận chuyển nó khá là cao nên là các bác mua hàng cọc trước cho 500.000 trách nhiệm, còn độ uy tín rồi anh em xem kênh bên em rồi đấy, em bán khá lâu rồi nên là anh em yên tâm khi mà gửi cọc bên em nhé. Rồi nay em sẽ lên cho anh em là 6 đầu máy, 3 cục máy VA100, một cục Sirius, một cục Zim Thái, máy Nhật và một cục SYM. Rồi, có mã số và giá tiền thì các bác cứ nán lại xem hết video nhé. Đầu tiên em giới thiệu với các người, đây là một cục máy VA đời 2.3 nốc cong, mã của nó là E84, giá 5.6 triệu. Trước tiên em sẽ quay một vòng cho mọi người xem về cái ngoại quan của máy trước. Tình trạng cục này thì em sẽ bao cho các bác là bao zin, nổ êm, không khói, không mú, bảo hành lỗi đổi trả bình thường nhé, các bác yên tâm. Rồi đầu tiên về cái phần vách giữa, mọi chi tiết góc cạnh của máy thì em sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Thì cái này thì em quay kỹ rồi, các bác cứ nán lại xem hết video nhé, thì em không chụp lại đâu. Đấy, đây phần côn này, cái nước sơn của nó hơi chóc tí thôi, nhưng mà chất máy là máy ngon, zin. Các chi tiết đầu khác, đầu bò là đầu bò ET, đầu bò Thái. Con này thì đầu bò Thái, thì con này nếu mà đầu bò Thái thì em lấy thêm 200.000 phí vận chuyển nhá. Nghe con này đắt hơn này, em nhầm giá này. Đây phần chi tiết đầu bò hơi này. Đặc biệt là con này đầu bò Thái, đầu bò ET nhá. Phần hơi nó là hơi 97 KM2. Lốc cong đời 2.3. Mọi người có thể lắp các dòng quay nhỏ hoặc là lắp zin là được hết nhá. Cốt tải nó đạt đến 90%. Cực kỳ đẹp. Vách máy xịn này. KM1. E84 giá 5.6 triệu. Linh phụ kiện đi kèm máy thì bao gồm có mang cá này, lọc gió này, coi e và bộ chế học phí em để trong này, bảo cực kỳ cẩn thận luôn. Các chi tiết khác ví dụ như sạc IC Mobin, dơ le đè, dơ le xin nhan, cần đạp biển số đầy đủ. Em xem con IC này, IC hàng Mitsubishi nhá, IC xịn, IC mềm. Rồi E84 giá 5.8 triệu bao ship. Tiếp em giới thiệu với các mọi người là một con máy Zim Thái, máy Nhật. Đấy, tiếp tục quay một vòng cho mọi người xem về cái ngoại quan của máy trước. Con này thì lớp sơn cực kỳ đẹp, chất máy khá là sạch sẽ, ngon. Mã con này là E80, giá 5.9 triệu. Con này thì tình trạng em báo máy chạm rồi. Máy chạm thì mình có cái giá 5.9 triệu nữa. Nếu mà bình thường con này zin thì phải tầm trên 10 triệu. Vì cái nước sơn các bác nhìn này, cực kỳ đẹp. Con này là chạm đẹp nhá. Các chi tiết góc cạnh của máy, máy Zim Thái, hơi là hơi nòng trứng, hơi 97, đầu bò đầu ET19, đầu bò đấy, máy chạm êm này, mà những cái con ốc này vào rất cẩn thận. Cái này thì em đã nói rồi, cái video thì em cũng báo rõ tình trạng luôn. Đấy, cái dàn điện của nó nhé, là điện của điện xịn này. Bên điện thì nó hàng Made in Japan, là máy Nhật, Kim Thái, máy Nhật. Vách là KB6P, cốt tải đạt đến 85%. Con này thì vách giữa chưa trẻ này, phần côn còn khá zin ấy. Nhưng mà con này thì đầu em nhập đã báo là chạm rồi. Chạm nghĩa là chạm đầu bò mới hơi thôi. Còn côn còn khá là zin ấy. Vách giữa chưa trẻ, phụ đề Mitsuba. Linh phụ kiện đi kèm theo máy thì bao gồm có đầy đủ bộ chế khí này, bọc cẩn thận trong này rồi. Đấy, dàn điện
dàn điện IC con nạp xịn nhá, mang cá rồi lọc gió này. Ok, E80 giá 5,9 triệu. Rồi, tiếp tới con thứ 3 giới thiệu với mọi người, đây là một cục máy Sirius đời 2010. Con này mã của nó là E81 giá 2,8 triệu thôi. Tình trạng cục máy thì em báo cho mọi người là bao zin nổ êm, không khói không hú. Quay chi tiết từng góc cạnh của máy, phần côn đầu bò, máy khô sáo sạch sẽ. Đến cái tầm giá như này thì máy được chất lượng như này thì anh em không phải nghĩ nhá. Mua ngoài mà con máy zin như này tầm phải trên 3 triệu. À, bên em bán giá cực kỳ hợp lý rồi. E81 giá 2,8 triệu thôi. Phụ kiện đi kèm máy thì bao gồm đầy đủ hết, cần đạp, cần số, chế và dàn điện. Mã đầu bò của nó là IV4, chế chế xịn Kenin này, vách giữa hơi là hơi 110. Ok, E81 giá 2,8 triệu nhé. Em qua mã nhanh nhé. Tiếp tới giới thiệu mọi người là một cục máy thứ tư là cục VA. VA cục này thì đời nó đời để em xem. Cục này đời 2013. Em quay chi tiết góc cảnh của máy. Con này thì máy em bao là máy zin, nổ êm, không khói không hú. Em quay một vòng cho mọi người xem về cái chất máy và form máy nó như thế nào nhé. Phần đầu bò này hơi bên biện này. Rồi về phần cốt tải nó đạt đến 90%, 90-95% đấy, khá đẹp. Mã vách KM26 E82 giá 4,6 triệu. Còn vách giữa đây còn nguyên răng vàng nhá, côn cũng thế. Con này giá cực kỳ hợp lý rồi. Có cái nước sơn này là qua thời gian sử dụng cũng như là sử dụng chất tẩy rửa nhiều nên nó bị chóc nước sơn thôi. Còn chất máy là chất máy zin, nổ êm. Con này về anh em lắp vào, anh lắp vào xe máy ấy. Mà muốn đẹp hơn thì mình sơn lại lốp. Còn lắp vào gác thì cái dòng V100 này thì cực kỳ bền rồi. Mã đầu bò nó HVN55, chế Kenin chế xịn này. Cụ đề là hàng Mitsuba. Đầu bò đây à, con ốc cực kỳ sắc nét. Còn nguyên tem nhé. Nắp cam cò hơi nó KM20. Đầu bò HVN, máy zin chất. Có cái nước sơn này hơi kém thôi. Những cái dòng đời này thì cũng không thể nào mà tránh khỏi được. E82 giá 4,6 triệu. Phụ kiện đầy đủ cần đạp, cần số, chế và dàn điện. Tiếp tới giới thiệu mọi người một cục mà SYN giá rẻ. Con này thì em đang bán giá nó 1,5 triệu. Mã E83 có bớt cho bác 100.000 đồ dầu. E83 1,4 triệu nhá. Phần côn, nói chung là con này thì máy thì nó đã chạm rồi nhưng mà tình trạng em sẽ bao nổ êm, không khói không hú. Các bác mua hàng thì yên tâm, nếu mà máy lỗi như nào thì cứ liên hệ trực tiếp em, một là em hỗ trợ, hai là em trừ bớt tiền đi hoặc là chuyển hoàn quay lại em đổi cho cục khác. Em đã quay chi tiết từng con máy như thế này rồi thì nên là anh em mua hàng thì cứ đọc mã số và giá tiền thôi. Vách máy của nó vẫn là vách xịn SYM này. Cốt tải nó đạt đến 80-85% đấy. E83 SYM giá chỉ có 1,4 triệu thôi, bao ship. Theo phụ kiện có cần đạp, cần số và bộ chế khí. Mình xem con đấy. Rồi tiếp tới giới thiệu cho một con siêu phẩm VA 2016. Ra cái dòng này thì bây giờ kiếm rất chi là khó. Em lâu lâu thì có khi một năm em chỉ bán được 2-3 cục dòng này thôi. Rất chi là hiếm nhá. Mã của nó là E85 5,9 triệu đời 2016. Quay cho mọi người xem chi tiết từng góc cạnh của máy này nhá. Cái nước sơn của này thì đời cao, đời cuối 2016 nên là nước sơn nó vẫn còn khá là đẹp. Chất máy thì em sẽ bao cho bác là bao zin, nổ êm.
không khói không hú. Và chi tiết phần đầu bò này, đầu bò là HVN 65, chế là chế Kenhin này. Phần đầu bò đây, ốc còn khá đẹp. Xoay cận cảnh chi tiết từng phần hơi trước này, hơi 97 KM 26, nước sơn còn khá đẹp. Phần điện đây, cốt tải đạt đến gần như tuyệt đối rồi. Vách máy là KM 28, cụ đề vẫn là cụ đề xịn nhá, hàng Mitsuba. Phụ kiện đi kèm máy thì bao gồm đầy đủ hết, cần đạp, cần số, chế và dàn điện, lọc gió. Đấy, mọi người tham khảo qua những cái dòng máy này. Mọi người cần những cái dòng máy khác hoặc là cần tìm những cái dòng máy gì phù hợp với động cơ của mọi người thì mọi người liên hệ trực tiếp cho em nhé, đặt vấn đề thôi. Còn lại máy móc bên em sẽ đủ từ A đến Z cho mọi người. Đây kho hàng bên em đây, máy móc lúc nào sẵn kho, vài chục cục đến vài trăm tùy từng dòng. Máy mới máy cũ đủ hết nhá. Ok, mọi người xem video nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh. Có ý kiến đóng góp gì mọi người có thể comment bình luận phía dưới. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.